Chào cả nhà. Chào mọi người. Bây giờ bọn em đang chuẩn bị khâu đống lồng để gửi đi cho các anh. Hôm nay là Guinea Boba. Mẹ là con gái của Agency. Nên là thần kinh nhà này nó rất là tốt cả, nó mảng màu nó rất là ưng ý mọi người nhá. Mọi người nó rất là cuốn người. Trời mưa nha mọi người nhá, nên là mọi người có thể nhìn thấy là màu ở trong video nó rất là nhạt so với ở ngoài đời luôn. Cái này phải ra ngoài nắng. Mấy hôm nay lại mưa liên tục. Ê, thần kinh rồi. Mà chó đàn này nó giống như nó thừa năng lượng. Đấy. Chú là thần kinh nhá, không gặp đàn này là miễn chê mọi người nhá. Đấy, hôm nay bên em cũng có một cái anh khách hàng quen thuộc. Anh ấy từ Hải Dương lên Bắc. Đấy. Và trong bọn em cũng gửi một con về Hải Dương Thanh Miện. Đây, anh Dương, anh phát biểu ý kiến đây. Vâng, khách hàng quen thuộc. Cũng lấy của chạy con cún cái. Đấy, đấy thì là rất là may. Cảm thấy rất là ưng ý. Thế là thôi, lần này mình lên là mình lấy thêm vợ em nữa. Mà anh Dương à, chỉ mua mỗi chó của Hồng đúng không? Đấy, không mà mua của ai. Bởi vì lần trước anh đã mua rất nhiều và bị lừa ấy ạ. Mua về bị chết đúng không? Đúng rồi, mua về rất là cái chế độ bảo hành gọi điện đến chỗ bảo hành nhìn này. Anh Dương bảo là mua xong thế là chó chết xong nó gọi điện là bên đấy ta tắt máy nhỉ? Đúng rồi, đấy anh mua chợ tốt đúng không? Đấy, mấy hôm nay bạn chọn con nào bạn chọn nhá. Lấy cho mình con đen đi. Con đen này là mình chuẩn bị gửi về Mỹ Đức rồi bạn ơi. Bắt con cái hay còn các bạn yên tâm là ôi con này mình lại gửi về Hải Dương lốt rồi. Nói chung là nuôi rồi anh cảm nhận thấy chơi dòng này nó rất là thông minh đúng không? Rất là thông minh, gần như là một người bạn trong gia đình. Là anh đã nuôi bên em rồi cho nên là cứ tin tưởng để anh Hồng anh chọn cho anh một con. Trước đây là anh Dương ấy kiểu anh ấy mất niềm tin vào cuộc sống ấy, bị lừa mấy lần rồi. Là mua không tin tưởng ai là nó cái chó này, mọi người phải hiểu một điều này. Thứ nhất là nó mua đâu mua cái chế độ bảo hành nó tốt là một này, thứ hai là mua chó cái thần kinh nó tốt thì khi đấy ấy, thần kinh nó tốt mình chơi thì nó cảm nhận được cái hay của con chó đúng không? Chứ ví dụ nó chỉ là một con nai loa đơn thuần thôi chẳng hạn thì là nó có rất nhiều giá này cũng như là nó rất nhiều cái nguồn gen khác nhau ấy. Và ví dụ mình biết mình phải chơi hoặc mình đặt niềm tin vào cái chỗ nào phải đặt niềm tin chuẩn là hơn nhau ở chỗ đấy thôi. Chứ còn ví dụ nếu mà ở đây con chó nai loa cái thứ nó nhiều màu ấy, nó đa chủng loại đâm ra nhiều mình cũng không biết được con nào là con hay, con nào xấu, con nào tốt đúng không? Đấy. Đây em bắt ví dụ bắt đàn. Màu nó rất là sạch luôn. Đây ví dụ em bắt đàn ghi nhé, bắt ra so mọi người xem cái ngực của nó có khác bình thường không ạ? Đây nhá. Bắt bừa một con. Ai ui. Đấy thần tình. Thần bọn này. Đây ví dụ nó ngồi này. Đây cái ngực của nó này nhìn nó rất khác đúng không? Khác. Dày. Ngực nó dày. Luôn. Đây. Đây. Ví dụ con này là. Đây người nhìn cái ức của nó này rất dày này. Đấy. Nhưng để được nó ngồi cơ, nhìn kiểu ngồi của nó. Nhiều chỗ bắt được lại cái ngực nó rất là khép. Ngực nó lép ấy. Là con chó đấy nhá. Nguồn gen cái thứ hoặc là. Này là chó con mà nó đã ngực đã. Tóm lại là nó cái lực rồi. nó không được tốt lắm. Đấy ví dụ vậy. Đấy. Chó là nó cũng tớn này, thần kinh sướng này. Trước đây là anh Dương anh không dám nuôi chó nữa. Đấy. Đây. Thế là bây giờ anh mua đây, anh toàn phải đến tận nơi. Hôm nay mưa gió anh vẫn phi từ dưới Hải Dương lên đây ủng hộ trại. Thôi để bây giờ em sẽ tuyển chọn anh Dương cả đóng lồng đi ra bến đi nhá. Xin chào mọi người nhà.